Bên cạnh đó cũng xuất hiện một kiểu lừa đảo công nghệ cao mới, đó là kẻ gian đã sử dụng hình ảnh và giọng nói người thân nạn nhân để chiếm đoạt tiền. Ngay cả khi sử dụng một phương án kiểm tra tốt nhất, đó là video call, thì cũng khó mà có thể nhận ra được. Theo giới phân tích, điều này được xuất phát từ chính những thành tựu công nghệ được phát triển trong thời gian vừa qua. Cách đây không lâu, một người phụ nữ ở Hà Nội đã mất số tiền 75 triệu đồng vì người thân nhờ chuyển tiền. Đáng chú ý là do đã cảnh tỉnh với tội phạm công nghệ cao, nên chị đã sử dụng gọi điện bằng hình ảnh để kiểm tra thì vẫn nhận ra được giọng nói và hình ảnh đúng là người thân của mình. Với hình ảnh mờ nhạt và chỉ sau khoảng chục giây thì đầu dây bên kia đã tắt máy với lý do là mạng chậm chờn. Thực ra là cái phương thức lừa đảo deepfake thì là một cái phương thức lừa đảo đã có rất khá là lâu rồi, thì cũng không phải là mới. Thì hiện nay nó mới bắt đầu được các nhóm tội phạm sử dụng ở Việt Nam. Còn cái phương thức lừa đảo thì vẫn là qua những cái hình thức từ sử dụng các công cụ là các cái tài khoản mạng xã hội mà hacker kẻ xấu đã lấy được. Qua đó sử dụng thêm các cái kịch bản tinh vi hơn, nghĩa là các cái tổ chức tội phạm thì đã xây dựng các cái kịch bản một cách bài bản và tinh vi, đánh vào lòng tin của những cái người mà chúng nhắm tới là các hình ảnh và giọng nói giống hệt với người thân và người quen của mình. Việc ứng dụng công nghệ xác thực hình ảnh vài năm trở lại đây rất phổ biến, nhưng đây cũng chính là một kẽ hở nguy hiểm nếu để tội phạm mạng tận dụng. Và đôi khi nó còn kết hợp trở thành một công việc hái ra tiền khi chỉ với việc thu âm các văn bản giọng nói mà một ngày có thể kiếm được vài triệu đồng. Và sau đó, mình trở thành con mồi ngon từ lúc nào cũng không hay biết. Trước giờ là chúng ta hay có gọi là dùng một cái là kiểm tra ngẫu nhiên. Ví dụ như là yêu cầu người đối thoại là quay trái, quay phải, nhắm mắt, mỉm cười, vân vân. Thì để mà phát hiện xem là đấy có phải là người thật hay là một đoạn clip. Tuy nhiên thì bây giờ áp dụng cái công nghệ AI mà nó cũng hiểu được cái giọng của người, đồng thời là sẽ tạo những cái hình tương ứng. Thế thì với cái mà deepfake mà nó tinh vi như này thì nó có thể vượt qua được cái bước kiểm tra đó. Theo các chuyên gia, sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ cũng là một con dao hai lưỡi, nên người dân cần hết sức đề phòng bằng nhiều cách khác nhau. Đặc biệt là những vấn đề liên quan đến tiền bạc hay là công việc, thì nếu không phải là người thật, việc thật, thì tốt nhất không nên tin tưởng bất kỳ ai.